lên đấm dài. Dưới luôn bán 1.300 trái. 10.000 một quả. Ok anh có tới. Mới đó ở xanh điền mình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cải chua mua chỗ bà kia không mà ngon lắm. Bà làm hả sao khỏi chục luôn, vừa ăn con ghét luôn. Bữa nay bà đó mới hết á, chứ mua đại 25 của anh á. Chú về trả xuống lại 5 ngàn. 10 ngàn. Có 10 ngàn chứ. 10 ngàn. Chết luôn á.
chạy không nhiêu mà. Chạy đi 20 ngàn thì lát giờ chạy xuống 10 ngàn nữa. Chỉ cần người nói trước. Rồi đừng nói. Ông chỉ trả 5 ngàn tôi lời 5 ngàn rồi. Quên lộn. Rồi bớt cơm kìa con ảnh qua kìa. Rồi vô không có hộp. Nè có hộp chảnh đi. Lấy cơm thêm, lấy chuối, lấy đồ đi. Nè, lấy cơm thêm, lấy đồ chảnh không đi sao? Mình trà phải chắc ba mấy ngàn à ha. Trà hả? Ừ.
của trà bịch đó. Trà bịch đó là... trà bịch đó hình như trước trước em mua như 35 ngàn. Trà bịch mà mình nước đông mình năm mấy ngàn. Ai mà chưa mua trà nào không? Trà trà cho bên Bảo Lộc hút hết rồi mua trà kia bán lại. Trà Bảo Tính á, nó lại đang chứ con Hồng là mà lá sô kê á. Con Hồng gửi sạch sẽ để vô ấm nấu một ấm một bấm cả luôn. Bà chủ cơm tươi hả? Bà chủ cơm tươi hả? Bán lá sa kê không phải tốn trà. Lụm lên cá bao vậy nè. Phải cần nấu. Phải cần rửa, phải cần hơi. Lá nó cũng thẳng. Chứ đừng lên mẻ. Mẻ cũng không còn. Cái thanh nó về nữa rồi, nó đâm cơm. Mình rửa, mình mới để vô ấm rồi. Đùi gà thấp mỡ. Lúc học kia cái nó chỉ canh cho tự lấy luôn em. 30 của anh đó con. Ăn gì bữa nay? Sợ cá. Hả? Thấp mỡ. Gà kho rồi. Đó canh mấy bàn á, chị mới bút ra nó hỏi luôn á. Không có canh nào mỗi bạn đây chén đi. Bạn ơi. Ăn gì bạn ơi? Cá chiên. Nè các bạn thịt cơm nè. Ăn cá chiên không? Cái này ăn cá chiên hả? Đây cơm của Phương Thanh. Cái này gà kho của Cởi Trần á, em Cởi Trần á. Đó là kho bên Cởi Trần. Luôn. Cà pháo không? Đông luôn. Món này kén ăn ghê. Rồi, của em nè, để chị múc bút mắm nha. Cá cá mỡ kìa. Của bạn, cái bạn đó gà kho luôn. Hãy subscribe.
em thịt kho trứng hả? Ừ, tại vì chị đây chị làm nước màu thôi ấy. Cơm phải không? Nước dừa lắm. Đó. Rồi, cha cũng mắm lên em luôn ha. Cái cành giấy luôn. Ờ, bữa nay được cái chuối luôn hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Còn Phúc thì khoan. Nãy cái chéo cắt lửa dở rồi. Tôi cắt cho ông đủ rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ruột phải không? Hai phần luôn phải không? Nãy chị tôm nghe rồi đó. Đợi con thiếu nha, làm này cái trước đây.